Chương 46 Al-Ahqaf, cồn cát. Nhân danh Allah đấng độ lượng, đấng khoan dung. Ha-Mim, kinh sách được ban xuống từ nơi Allah đấng toàn năng, đấng toàn tri. Ta đã không tạo ra trời đất và vạn vật giữa chúng ngoại trừ vì chân lý, và ta quy định tất cả chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, những kẻ vô đức tin đã quay lưng với điều mà họ đã được cảnh báo. Ngươi thiên sứ Muhammad, hãy nói với những kẻ đa thần: các người đã xem xét những thần linh mà các người khấn vái ngoài Allah chưa? Các người hãy cho ta xem những gì mà chúng đã tạo ra trên trái đất, hoặc hãy cho ta biết chúng có một phần chia sẻ nào trong việc tạo hóa các tầng trời. Các người hãy mang đến cho ta một kinh sách trước kinh Quran này, hoặc một vài kiến thức hiểu biết còn sót lại nếu các người nói thật. Còn ai lầm lạc hơn kẻ khấn vái ngoài Allah những thứ không thể đáp lại lời khấn vái của y, cho đến ngày phục sinh, trong khi những thứ đó, chính chúng cũng không hề biết việc người ta đang khấn vái chúng. Và khi nhân loại được tập trung lại vào ngày phán xét, chúng, những thứ mà họ đã thờ phượng ngoài Allah, sẽ trở thành kẻ thù của họ, và chúng sẽ phủ nhận việc họ thờ cúng chúng. Khi các lời mặc khải của ta được đọc ra cho họ như những bằng chứng rõ ràng, những kẻ vô đức tin nói về sự thật khi nó đến với họ. Đây rõ ràng là trò phù thủy. Hoặc họ nói y đã bịa đặt Quran. Ngươi, thiên sứ Muhammad, hãy nói với họ: nếu ta đã bịa đặt nó thì các người sẽ không thể giúp ta thoát khỏi sự trừng phạt của Allah. Ngài biết rõ điều mà các người nói về nó. Một mình Ngài chứng giám giữa ta và các người là đã đủ, và Ngài là đấng tha thứ, đấng khoan dung. Ngươi thiên sứ Muhammad hãy nói với họ: ta không phải là người sáng lập ra điều mới trong số các sứ giả của Allah. Ta cũng không biết điều gì sẽ xảy đến cho ta và cho các người. Quả thật, ta chỉ tuân theo điều đã được mặc khải cho ta, và ta thực sự chỉ là một người cảnh báo công khai mà thôi. Ngươi, thiên sứ Muhammad hãy nói với họ: nếu Quran là từ nơi Allah, nhưng các người phủ nhận nó trong khi một nhân chứng thuộc dân Israel đã xác nhận điều tương tự và đã tin, còn các người thì lại ngạo mạn. Các ngươi có thấy các ngươi là những kẻ sai quấy không? Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. Những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin: nếu nó thực sự tốt thì họ đã không đi trước chúng ta, và khi họ không muốn để Quran hướng dẫn họ thì lại nói đây chỉ là điều dối lừa từ xa xưa. Trước Quran là kinh sách của Musa, được xem như một nguồn chỉ đạo và một hồng phúc. Còn đây, Quran là một kinh sách xác nhận lại những kinh sách trước bằng tiếng Ả Rập, dùng để cảnh báo những ai làm điều sai quấy, đồng thời báo tin mừng cho những người làm tốt. Quả thật, những người nói Thượng Đế của chúng tôi là Allah, rồi vẫn đi đúng hướng, thì sẽ không lo sợ, cũng sẽ không buồn phiền. Những người đó sẽ là những người bạn của thiên đàng, họ sẽ mãi mãi sống trong đó, một phần thưởng cho những điều mà họ đã làm trên cuộc sống trần gian. Ta, Allah, đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo và tử tế với cha mẹ của mình. Mẹ của y đã mang thai y nặng nhọc và hạ sinh y trong đau đớn. Thời gian mang thai và dứt sữa y là 30 tháng. Đến khi y trưởng thành và được 40 tuổi, y cầu nguyện: lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài phù hộ bề tôi biết ơn về các ân huệ mà Ngài đã ban cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi. Xin Ngài phù hộ bề tôi làm điều thiện tốt được Ngài hài lòng, và xin Ngài cải thiện con cháu của bề tôi. Quả thật, bề tôi quay về sám hối với Ngài, và bề tôi xin làm một người Muslim thần phục Ngài. Đó sẽ là những người mà ta chấp nhận các việc làm tốt của họ, ta xí xóa những điều xấu của họ, và họ sẽ là những người bạn của thiên đàng. Một lời hứa chân thật đã được hứa với họ. Kẻ nói với cha mẹ của mình bằng tiếng Uf, âm thanh tỏ thái độ khó chịu, bảo: có phải ông bà hứa rằng tôi sẽ được đưa ra khỏi mộ sau khi tôi chết đi, và cả những thế hệ trước đã qua đời trước tôi luôn ư? Cả hai ông bà cầu xin Allah giúp đỡ rồi rầy la con: sẽ là điều khốn cho con nếu con không tin. Con phải tin tưởng, quả thật lời hứa của Allah là sự thật, nhưng y nói đây chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích mà thôi. Đó là những kẻ mà lời hứa trừng phạt đã được chứng thực đối với chúng, nơi những cộng đồng đã qua đời trước chúng từ loài jin và loài người. Chúng quả thực là những kẻ thua thiệt và thất bại. Tất cả sẽ có được cấp bậc tùy theo công việc mà chúng đã làm, và Allah sẽ đáp trả lại chúng đầy đủ cho việc làm của chúng, và chúng sẽ không bị đối xử bất công. Vào ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được đưa đến quả ngục và có lời bảo chúng, các ngươi đã phí mất các món vật tốt lành trong đời sống thế tục của các ngươi, và các ngươi đã vui hưởng chúng. Vì vậy, ngày nay các ngươi sẽ được đền bù lại bằng hình phạt nhục nhã bởi những gì mà các ngươi đã ngạo mạn trên trái đất, bất chấp lẽ phải và sự thật, và bởi những gì mà các ngươi đã bất tuân và giấy loạn. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nhớ về người anh em của bộ tộc Ad, đó là Hud, khi y cảnh báo người dân của y sống nơi vùng cồn cát. Trước và sau y đã có các vị cảnh báo đến bảo họ, các người hãy chỉ tôn thờ một mình Allah thôi. Quả thật ta lo sợ cho các người về sự trừng phạt của một ngày vĩ đại. Họ trả lời với Hud, ngươi đến gặp bọn ta để bắt bọn ta bỏ các thần linh của bọn ta ư? Vậy ngươi hãy mang đến điều mà ngươi đã hăm dọa bọn ta xem nào, nếu ngươi nói thật. Hud nói với họ, quả thật chỉ có Allah mới biết bao giờ tai họa sẽ giáng xuống các người. Còn ta chỉ được cử phái đến để truyền đạt cho các người mà thôi, nhưng ta thấy các người là một đám ngu muội. Nhưng khi họ thấy đám mây khổng lồ đang tiến đến thung lũng của họ, họ bảo, đám mây này sẽ mang mưa đến cho chúng ta. Hud nói với họ, không, đó là tai họa mà các ngươi hối thúc nó mau đến, một trận gió mang một sự trừng phạt đau đớn. Nó tàn phá mọi thứ theo lệnh của Thượng Đế của nó. Vì vậy, sáng hôm sau chẳng còn thấy gì ngoài những căn nhà hoang tàn và đổ nát của họ. Ta Allah đáp trả những kẻ tội lỗi như thế đó. Quả thật, ta đã ban cho Ad, người dân của Hud, những khả năng và sức mạnh, cái mà ta đã không ban cho các ngươi. Ta đã ban cho họ thính giác, thị giác và trái tim. Tuy nhiên, thính giác, thị giác và trái tim của họ chẳng giúp ích được gì cho họ khi họ cứ chối bỏ các lời mặc khải của Allah, và họ bị dây hãm bởi các điều mà họ đã chế giễu. Quả thật, ta đã hủy diệt những thị trấn xung quanh các ngươi, hỡi cư dân Makkah, và ta đã trình bày đủ loại lý lẽ và bằng chứng cho họ, mong rằng họ quay đầu. Vậy tại sao những kẻ mà họ nhận làm những thần linh ngoài Allah không đến giúp họ? Không, các thần linh đó đã bỏ họ đi mất dạng, và đó chỉ là lời nói dối của họ, và đó là điều mà họ đã bịa đặt. Khi ta Allah để một nhóm jin hướng về phía ngươi, thiên sứ Muhammad lắng nghe Quran. Khi chúng có mặt nơi đó, chúng bảo nhau, các ngươi hãy giữ yên lặng, rồi khi cuộc sướng độc chấm dứt, chúng trở về cảnh báo đám dân của chúng. Chúng nói, hỡi dân của chúng tôi, quả thật chúng tôi đã nghe đọc một kinh sách được ban xuống sau Musa, một kinh sách xác nhận lại những điều được mặc khải trước nó. Kinh sách đó hướng dẫn đến với chân lý và đến với con đường chính đạo. Hỡi dân của chúng tôi, các người hãy đáp lại vị mời gọi của Allah, và các người hãy tin nơi người. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người, và Ngài sẽ cứu các người khỏi sự trừng phạt đau đớn. Người nào không đáp lại vị mời gọi của Allah thì sẽ không thể trốn khỏi Ngài trên trái đất, cũng như sẽ không có các vị bảo hộ nào ngoài Ngài. Đó là những kẻ lầm lạc rõ ràng. Lẽ nào những kẻ thờ đa thần không nhận thấy rằng Allah đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất và không biết mỏi mệt bởi việc tạo hóa chúng, thừa khả năng làm cho người chết sống lại ư? Thật vậy, Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ. Vào ngày những kẻ vô đức tin được dẫn đến quả ngục và chúng được bảo, há đây không phải là sự thật ư? Chúng đáp, vâng, đúng là sự thật, lạy Thượng Đế của bầy tôi. Allah phán, vậy thì các ngươi hãy nếm lấy sự trừng phạt bởi những điều mà các ngươi đã vô đức tin. Cho nên, ngươi thiên sứ Muhammad hãy kiên nhẫn như các sứ giả đầy cương nghị đã kiên nhẫn chịu đựng, và ngươi chớ nôn nóng với những kẻ vô đức tin. Bởi vì vào ngày mà chúng nhìn thấy điều đã được hứa với chúng sẽ có cảm tưởng như thể chúng chỉ ở lại trên thế gian trong một giờ của ban ngày. Đó là một thông điệp, và chỉ có đám người giấy loạn, bất tuân mới bị hủy diệt.